Linh tìm cách bỏ thuốc để phơi bày bí mật của Lâm và Thi. Mời các bạn đón xem các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình Yêu Bất Tử. Và sau đây là các diễn biến chi tiết của bộ phim. Mặc dù Lâm đã vào công ty Sao Mai để tránh mặt với Linh, nhưng dường như Linh vẫn không bao giờ có ý định từ bỏ Lâm. Đặc biệt, cô ta còn cố tình lợi dụng điểm yếu của Phượng để gài Phượng vào làm trợ lý cho Lâm. Không những thế, khi Linh đến công ty Sao Mai để bàn bạc một số việc có liên quan đến Lâm, cô ta còn cố tình hỏi Lâm về chuyện tình cảm lúc trước giữa anh ấy và Phượng. Linh muốn biết là đến bây giờ, Lâm có còn chút gì đó rung động đối với Phượng hay không? Mặc dù Lâm đã khẳng định rằng mình không còn chút gì vương vấn với Phượng nữa, dù sao thì anh ấy cũng đã quên Phượng từ lâu rồi. Và bây giờ, người Lâm yêu duy nhất chỉ có một mình Thi mà thôi. Nhưng Linh vẫn tỏ vẻ không tin, bởi vì Phượng chính là mối tình đầu của Lâm. Lúc trước, Lâm đã rất đau khổ khi phải từ bỏ Phượng. Người ta nói, tình đầu là tình khó quên nhất. Linh không nghĩ rằng Lâm có thể bình thường với Phượng mà không có chút rung động nào hết. Lâm cũng không muốn đôi co với Linh để làm gì. Anh nói với Linh rằng, chuyện tình cảm của Lâm như thế nào thì Lâm sẽ là người hiểu rõ nhất. Lâm không cần Linh phải lo cho mình, và đặc biệt là anh ấy không muốn nhắc đến những chuyện này trong công ty. Ngay đến đây thì Linh cũng không dám nói tới làm gì nữa. Cô ta lấy bản kế hoạch của Lâm và rời khỏi văn phòng của anh ấy. Nhưng dù cho Lâm có cố gắng bảo vệ tình yêu hiện tại của mình như thế nào thì vẫn không thể nào tránh khỏi sự rình mò của Linh. Khi cô ta đã vô tình nghe được bí mật động trời giữa Lâm và Thi thì cũng là lúc Linh đã tìm ra được cách phá hỏng cuộc hôn nhân của hai người họ. Sau khi đã suy nghĩ thật kỹ, hôm đó tranh thủ lúc dì Hiếu nấu chè cho cả nhà ăn, Linh đã trực tiếp dành phần bê thức ăn ra ngoài. Nhưng trước khi cô ta đem chè ra cho mọi người, Linh đã lấy một túi bột cho cô ta giấu sẵn rồi bỏ vào một trong những chén chè đó. Sau khi đem ra phòng khách, Linh còn niềm nở lấy chén chè kia đưa cho Thi và sau đó là đưa những chén chè còn lại đến mời mọi người cùng ăn. Không gian vui vẻ này còn chưa kéo dài được bao lâu thì Thi bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Bụng của Thi cứ đau dữ dội, cô ấy không thể nào chịu đựng được nữa nên đã về phòng của mình để nghỉ ngơi. Đến lúc này thì Linh đã nở một nụ cười rất đắc chí. Cô ta biết bây giờ cá đã cắn câu rồi nên vẫn giả vờ bình thường và thưởng thức món chè với mọi người trong nhà. Đến khi Lâm về và vào phòng ngủ thì phát hiện Thi đã mệt rã rời. Thi vừa khóc vừa nói với Lâm rằng cô ấy rất là đau bụng, trong người cảm thấy không còn được khỏe nữa. Thấy sắc mặt của Thi rất khó coi, Lâm lo lắng ngay lập tức gọi xe cấp cứu để đưa Thi vào bệnh viện. Mọi người hay tin Thi có vấn đề, ai nấy đều cuống quýt để đi cùng với Lâm đến bệnh viện xem tình hình như thế nào. Trong khi mọi người lo lắng bao nhiêu thì Linh lại hả hê bấy nhiêu. Lần này kế hoạch của cô ta có thành công hay không, tất cả sẽ có trong các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình Yêu Bất Tử. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.